Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho và chia sẻ về cái phần đó là cấu hình phần cứng. Chúng ta cần những gì để chúng ta thực hiện đó. Thì các bạn sẽ thấy cấu hình phần cứng của các bạn, nếu các bạn có cái tầng mình sẽ giải thích thêm về cấu hình phần cứng một chút xíu về các cái layer level. Trong layer level để các bạn làm việc, các bạn hiểu. Rồi về tự động hóa thì nó mình có chia thành 5 cái bậc thang về tự động hóa, các bạn có thể coi thêm trong sách về mạng truyền thông. Tuy nhiên về chúng ta sẽ có các cái layer thấp nhất là layer 1 hay còn gọi là field level. Đó. Trong field level là các cái IO module, các cái remote IO. Layer 2 tức là level 2 á. Từ level 2 nó là controller. Đó. Level 3 nó là Scala system hay là operation level. Thì trong cái ba cái layer này á, để các bạn đầu tư phần cứng nếu mà có đầy đủ thì tốt, còn nếu không có thì các bạn cố gắng đó, phải có được controller và remote IO để các bạn học đó. Rồi trong đó thì cái phần mà trên cao là mình sẽ sử dụng một cái HMI, tức là một cái màn hình một màn hình. Thì khi các bạn sử dụng cái màn hình nhé, thì các bạn sử dụng tối thiểu là màn hình hoặc là một cái Scala system. Thì mình thông thường sử dụng, tại vì mình sử dụng màn hình của Siemens là TP700. Tại sao không sử dụng màn hình KTP? Bạn nào đi mà làm ứng dụng mà sử dụng màn hình KTP ấy, thì thôi bỏ thôi, mình nói chẳng có cái gì cả. Những tính năng nó khá là đơn giản, chỉ để hiển thị thôi. Và các bạn muốn sử dụng những tính năng khác và nhiều hơn để phục vụ cho cái việc thiết kế của mình trở nên đơn giản và nhanh chóng, làm với những cái hệ thống cỡ trung đó, trở nên đó, thì phải là từ màn hình TP, tức là Comfort Panel. Thì các bạn có thể sử dụng ở đây là màn hình Comfort, thì với cái dòng TP700 là rẻ nhất. Hoặc các bạn sử dụng một cái hệ thống về Scala. Thì khi đó các bạn cài máy tính. Cài máy tính là cài cái gì? Cài phần mềm WinCC Professional hoặc WinCC Advanced trên máy tính để các bạn thực hiện chạy và thay cho cái màn hình này. Tuy nhiên có màn hình thì không màn hình á, thì các bạn chú ý đó là giao tiếp chủ yếu đổ xuống màn hình. Còn học về thiết kế thì có thể sử dụng CADA cho nó rẻ tiền. Tại vì sao? Các bạn sử dụng những cái này, các bạn chạy runtime trên máy tính thôi, thì nó không có phần mua phần cứng. Và một cái màn hình này cũng khá ha? Khoảng gần cho 20 triệu đó. Bạn tính tới thì đến đây. Rồi, các bạn có một cái lớp này, thì tất nhiên là trên con controller này nó có cổng giao tiếp về Profinet, thì mình là PN Profinet. Thì trong đó nó sẽ giao tiếp với cái lớp ở dưới là controller của mình. Rồi, nó sẽ giao tiếp với bộ S7-1500. Trong bộ S7-1500, tùy theo cấu hình phần cứng của các bạn có chi phí hoặc không có chi phí. Thì các bạn có thể sử dụng các cái IO onboard. Đây các module. Thì với các module này các bạn nếu mà
mua cũng được, không mua cũng được, không sao cả. Nếu các bạn mua đầu đôi phần cứng vào đây thì tốt, còn không thì thôi, không vấn đề. Rồi, còn lại thì tại vì con PC có hai cổng nên mình vẽ ra cho nó dễ chứ thực ra nó nằm ở con chung một vị trí thôi. Mình vẽ đây để cho các bạn hình dung. Còn lại thì nó sẽ sử dụng các cái bộ remote IO ET200 và nó có thể liên tiếp ra nhiều nữa. Đó. Từ bộ này đã đi tiếp. Vẽ đặc trưng hình vậy và trong cái cấu hình thực tế sẽ có những cái giải thích thêm. Tại sao cái dòng S7-1500 là mình chỉ nói là nếu mà các bạn mua cũng được, tại vì bản thân của dòng PC S7-1500 là dòng controller cỡ trung và lớn trở lên thì nó mạnh về truyền thông. Đó. Nó có rất nhiều các cái mô đun truyền thông để hỗ trợ. Thì trong đó giao thức với các cái hệ thống mà IO á, thì thông thường nó sẽ sử dụng các cái ET200. Thì các bạn có thể sử dụng ET200S, ET200M, ET200SP. Và trong cấu hình phần cứng thực tế của mình thì mình sử dụng ET200SP. Tại vì sao? Nó khá rẻ, chi phí thấp. Hoặc là sử dụng các cái ET200MP. Thì nó là gắn chung, nó sử dụng chung các cái bộ module của 1500 đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn là tiết kiệm được cái việc là trong cái phần cứng mà đầu nối ấy, thì không ai mà kéo một cái hệ thống vài trăm IO đó, hoặc hơn nữa về vào một cái bộ điều khiển trung tâm thì người ta gắn qua những cái bộ remote này đặt tại những cái hệ thống local đó, hệ thống tại từng vị trí cụ thể của nó. Rồi sau đó nó kéo và liên kết với nhau thông qua bước mạng kéo về cái bộ 1500 trong cái tủ điều khiển trung tâm. Thì nó sẽ giúp giảm thiểu được cái dây kéo và cái gì? Cái tín hiệu mà các bạn truyền sai như vậy nó sẽ bị suy giảm tín hiệu. Và đồng thời đó, có thể là có những cái tín hiệu nó bị nhiễu. Nhiễu. Cái từ nhiễu nó gọi là hay lắm. Ví dụ như trắng, các bạn không biết là tín hiệu thay vì giờ đang một cái nó bị chập chờn giai đoạn đấy, nó về không hoặc một. Tại vì bản thân á, tín hiệu trên một đường truyền á, nhận về cái tín về controller là 01, nhưng mà tín hiệu truyền trên cái đường dây dẫn đấy bản thân nó là những tín hiệu điện mang một cái điện áp đó, và nó sẽ có những cái quy định về cái ngưỡng điện áp, ví dụ như là 24 và 0V. Thì trong những đó nó sẽ có cái ngưỡng gọi là ngưỡng min của 1 và ngưỡng min của 0. Thì ví dụ như cái ngưỡng mà min của 0 thì thông thường là với cái tín hiệu 24V thì là 5V. Với tín hiệu của mức 1 đó, thì nó khoảng là 18V. Chẳng hạn nó bị suy giảm tín hiệu về đường truyền, nó bị kéo xa. Thì dẫn tới các bạn nên kiểm tra đó. Và chính vì thế mà người ta sử dụng các cái bộ remote IO khá nhiều trên hệ thống. Và để làm với cái chức năng như vậy thì với S7-1500 mình cũng tư vấn là sử dụng các cái bộ ET200 để kéo dài như vậy. Và nếu mà các bạn đầu tư nguyên một cái bộ demo như thế này ấy, thì quá tốt. Còn nếu không có thì các bạn đầu tư ít nhất là PUC và ST. Và cái này các bạn phải đầu tư, phải đầu tư và nên đầu tư. Tại vì các bạn không thể học chay được. Đó. Học chay có thể một nhóm, một gì đó. Đó. Hoặc là các bạn làm trong công ty thì nên đề xuất với bộ controller thật. Thì đây là với cái cấu hình phần cứng ha. Và mình sẽ có đầy đủ những cái này trong cái bộ demo thực tế của mình trong quá trình giảng dạy. Thì video tiếp theo chúng ta sẽ tới với cái việc là giới thiệu phần cứng của module và cái kết nối, để từ đó chúng ta sẽ xây dựng ra những cái bài học thì các bạn có thể làm những cái bài học tương tự như vậy đó. Và một số cái phần trong cái phần liên quan tới cơ bản mình sẽ hướng dẫn thêm cái simulation, tức là chạy giả lập như thế nào, và chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần tiếp theo của khóa học lập trình PUC nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.